Đó không chỉ là tập tục mà còn là đạo lý của người Mông, của cả dân tộc Việt Nam. Đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong niềm vui gia đình sum họp, người Mông lại khấn cáo với tổ tiên những suy nghĩ, những ước vọng của mình. Những sản vật từ bàn tay sức lao động bền bỉ của người Mông đến những vật dụng lao động thường ngày cũng được kính cẩn dâng lên tổ tiên để cầu mong tổ tiên phù giúp cho cuộc sống người Mông đầy đủ yên ấm. Bánh dày với người Mông là một sản vật vô cùng quan trọng, không chỉ để thờ cúng trong dịp Tết, nó còn là thứ lương thực chính mang nét độc đáo riêng của mỗi gia đình người Mông. Người Mông làm bánh dày rất cầu kỳ. Gạo nếp nương sau khi đổ thành xôi được đem giã nóng cho tới khi có được một thứ bột dẻo quánh và mịn, lúc này mới nặn thành bánh. Mỗi khi ăn, bánh được nướng qua lửa, cái hương vị dẻo thơm của nếp nương hòa quyện với sự đượm nồng của lửa tạo cho bánh dày của người Mông có một dư vị độc đáo đến khó quên cho những ai đã một lần thưởng thức. Cuộc sống của người Mông gắn với những vùng núi cao xa xôi hẻo lánh. Bởi vậy, mỗi lần xuống núi đi chợ, ngoài việc mang các sản vật đi bán và mua về những vật dụng cần thiết, còn là một dịp để người Mông giao lưu văn hóa với bên ngoài. Những thông tin mang về từ phiên chợ cũng là niềm vui của mọi thành viên trong gia đình người Mông. Tình cảm gắn bó của gia đình người Mông thật dung dị mà sâu sắc. Nghĩa vợ, tình chồng, tình cảm con cái với cha mẹ luôn được người Mông coi trọng. Bởi chính điều ấy đã làm nên truyền thống, tạo nên bản sắc và sự trường tồn của người Mông trải suốt chiều dài và sự thăng trầm của lịch sử dân tộc. Cảm động biết bao khi nghe lời thơ mộc mạc của người Mông về đạo nghĩa vợ chồng. Chín mặt trời không bằng một mặt trăng, người chồng nói với người vợ của mình. Và người vợ đáp, chín con trai không bằng một người chồng. Sự ví von thật giản dị mà ấm áp nghĩa tình keo sơn, gắn bó thủy chung. Trên những nẻo núi rừng nơi vùng cao của Tổ quốc, cuộc sống vẫn không ngừng vận động và phát triển như mạch đời không ngừng tuôn chảy. Và dẫu cuộc sống hôm nay còn bộn bề khó khăn, thì người Mông vẫn bền bỉ, tào tần, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt để vươn tới tương lai. Trong mỗi căn nhà người Mông vẫn sáng lên những ngọn lửa truyền thống được lưu truyền từ biết bao thế hệ. Ngọn lửa ấy đã sưởi ấm những giá trị văn hóa của mỗi gia đình người Mông qua năm tháng, để từ đó làm nên một bản sắc riêng biệt, độc đáo của người Mông trong đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.